các bạn. Mình là Huy, hiện đang là sinh viên năm 3 ngành điện tử và công nghệ thông tin trường Đại học Việt Đức, VGU. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một công nghệ mới đến từ Microsoft, cực kỳ tiện dụng, cực kỳ linh hoạt và rất dễ sử dụng. Và đương nhiên là các bạn cần phải có điều kiện một chút. Đó chính là tính năng Continuum của Microsoft. Vậy thì Continuum là gì? Mình hãy cùng tìm hiểu nhé. Nếu các bạn sử dụng Windows Phone, các bạn sẽ có hai lựa chọn nếu muốn sử dụng tính năng này. Tiếp đến thì mình sẽ nói về những ưu điểm và nhược điểm của công nghệ Continuum. Và đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về công nghệ Continuum. Cảm ơn các bạn đã xem video này nhé. Xin chào các bạn.